Rồi, đầu tiên đó chính là chúng ta lựa chọn sử dụng đúng những loại thực phẩm như là những cái kiến thức mà Quang đã cung cấp cho các chị như bài trước đúng không ạ? Đấy, các chị sẽ tiếp tục sẽ tiếp tục chia sẻ ở những bài sau để có thể cung cấp đầy đủ những cái chất dinh dưỡng cho cơ thể hơn, đủ về số lượng và chủng loại các chị, đảm bảo cho các tế bào luôn được nuôi dưỡng khỏe mạnh nè, và đặc biệt là tăng cường đầy đủ được đạm và các chất dinh dưỡng cần thiết để phát triển và tăng cơ các chị. Đồng thời thì làm giảm những cái tế bào mỡ cũng như là tăng cường hệ miễn dịch của chúng ta đúng không ạ? Rồi thứ hai đó chính là kiểm soát chặt chẽ lượng calo đưa vào cơ thể thấp hơn lượng calo mà cơ thể cần nhưng mà vẫn phải trong cái phạm vi cho phép để cho cơ thể có thể là giải phóng được mỡ để lấy được năng lượng cho những hoạt động cho cơ thể đúng không ạ? Và từ đó thì mỡ sẽ giảm và cơ sẽ tăng, cân thì cũng sẽ giảm và được luôn được khỏe mạnh đúng không ạ? Và thứ ba đó chính là sử dụng những cái sản phẩm mà cung cấp thêm protein, vitamin khoáng chất mà chúng tôi cung cấp và đó là một cái giải pháp đơn giản hiệu quả các chị đó, để đảm bảo cho chúng ta cung cấp đúng đủ dinh dưỡng đấy và dễ dàng kiểm soát được cân nặng phù hợp với cơ thể bởi vì sao ạ? Bởi vì thiếu là thừa thì đều không tốt đúng không ạ?